Bọn ta trong trại không ít lần bị ngươi tức chết, bây giờ xem ngươi có cơ hội xả giận rồi. Các ngươi nhìn cả đây, xem ta dạy dỗ hắn thế nào. Gì chứ? Mẹ nó, là bọn ta xem thường ngươi rồi, tất cả đều xông lên cho ta. Xuống tay thật mạnh cho ta. Hắn tiêu hao thể lực càng nhiều, độc tính trong cơ thể sẽ phát tán càng nhanh. Để ta chống mắt lên coi hắn cầm cự được bao lâu. Không hổ là thiếu đương gia, trúng độc rồi mà còn vẫn đánh gục được nhiều huynh đệ của ta như thế. Vẫn còn 3 tên. Mình chỉ cần cố kiên trì là một lát nữa thôi. Trước giờ ngươi vẫn thích đấu nghịch với trại chủ. Ta không hiểu tại sao trại chủ phải giữ lại mạng cho ngươi. Bây giờ nhìn bộ dạng nhu nhược của này của thiếu đương gia, ta cũng hiểu ra rồi. Ngươi còn lớn lên, càng ngày lại càng giống nơm của ngươi. Độc trong ngươi đã đến giai đoạn cuối rồi, không sống được bao lâu nữa đâu. Thuốc giải nằm trong cho ta chạy chủ, nếu thiếu đương gia còn muốn sống thì theo ta về, dù có chết ta cũng không theo các ngươi. Có vẻ thiếu đương gia ở bên ngoài kết giao được không ít với bằng hữu chứ, còn không nỡ rời xa bọn chúng cơ đây. Đại ca, ta đem người trong nhà ra rồi đây. Làm tốt lắm. Rốt cuộc đám người này muốn làm gì? A Thành sao rồi? Chắc hẳn thiếu dương gia thấy rất lạ. Tại sao bọn hạ phải bịt hai mắt của hắn đúng không? Mùi máu tanh nồng quá, lẽ nào là máu của A Thành? Các giác quan của con người trong bóng tối sẽ trở nên cực kỳ nhạy bén, mọi cảm giác sẽ được phóng đại lên gấp bội, bao gồm nỗi sợ và sự đau đớn. Hắn càng sợ hãi, máu của vết thương sẽ chảy càng nhanh. Cảnh đẹp thế này, thiếu đương gia phải mở to mắt ra mà thưởng thức từ từ đó. Ta phải giết chết các ngươi. Thiếu đương gia, có thấy cảnh này quen không? Những người ngươi muốn bảo vệ, ai ai cũng không có thể bảo vệ được, chỉ có thể tận mắt chứng kiến họ từ từ chết đi trước mắt mình. Quái vật, ngay cả bản thân ngươi cũng không bảo vệ nổi thì có tư cách gì lo cho người khác? Tha cho hắn. Ta nguyện lấy mạng của mình để đổi cho hắn một con đường sống. Muộn rồi, hắn chết rồi. A Đường, ta thích ngươi cho dù sau này ngươi đi đâu ta cũng đi theo ngươi. Không được đâu, ngươi đi theo ta sẽ nguy hiểm lắm đấy.
Sợ gì chứ, chúng ta là mẹ ruột tác giả bảo vệ rồi mà. Đúng đúng, ta là mẹ ruột của các con đây. Còn họ là ai? Đây là đâu? Hoàng Tiền Lộ, sao mình lại đến đến nơi này? Mình chết rồi. Không được, mình phải trở về, nếu không tên ngốc A Thành kia sẽ đau lòng lắm. Đứa nào vừa đánh ta? Là ta. Đây chẳng phải là, đây chẳng phải là Gia Gia đã mất nhiều năm của mình sao? Ông ơi, bao nhiêu lâu không được gặp ông rồi, con nhớ ông chết mất. Lâu lắm rồi không gặp, ông có nhớ con không? Nhớ con khỉ mốc. Bây giờ ngươi mà ta không muốn gặp nhất chính là con đấy, tiểu tử bất hiếu, con lại để lão già ta, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Con ở trên kia đã lập thê chưa, sinh con chưa hả? Chưa ạ. À, thế có thi cử đỗ đạt thành danh không, có phấn đấu vì sự nghiệp của Nguyễn gia không? Con xin lỗi. Một việc bất thành mà cũng đòi dắt mặt mũi đến gặp ta, có phải ngày nào con cũng chơi bời lêu lổng chỉ biết gây chuyện không hả? Con sai rồi, ta không muốn nhìn thấy con, mau cút về cho ta. Ông ơi, đây là nơi nào? Cháu ngoan, lần sau đừng gọi toán lên như thế nữa, làm mọi người hết hồn. Nguyễn thiếu gia, đã thế này rồi sao người còn chiếm tiện nghi của hắn nữa chứ? Về cuộc sống hắn mà 3 ngày nay ta không hề chợp mắt, chiếm chút tiện nghi thì đã sao? Ta vẫn còn sống. Nguyễn thiếu gia nói linh tinh gì thế, huynh còn sống mà. May mà chủ tử kịp thời đến cứu chúng ta, không ngờ hắn đánh lộn còn hăng hơn cả đại ca, ngay cả Miêu đại phu cũng đứng ở một bên nhìn đến phát ngốc. Cái gì, ngươi có nhìn nhầm không thế? Chủ tử, nó chỉ là một đứa trẻ, sao có thể là đối thủ của đám cường đạo kia được? Huynh không nhớ tới phải không? Ngay cả Miêu đại phu một tay nuôi lớn chủ tử cũng không biết hắn ủ một thân võ công cơ mà. Tốt lắm, miệng vết thương lành rất nhanh. Xem như ngươi mạng lớn, nếu vết đau chém sâu hơn một phân, bây giờ ngươi đã nằm trong quan tài rồi. A Thành đâu? Đại ca huynh ấy, cái đó huynh ấy lắp bắp cái gì chứ, nói mau, hắn đi rồi. Đi rồi, hắn đi đâu ta không biết. Ai, con Bạch Nhãn Lang này trước khi đi còn không thèm nhìn ngươi một lần. Hắn có nhắn nhủ với ta điều gì không? Không có một lời cũng không ư? Đúng vậy. A Thành chắc là có nỗi khổ riêng nên mới lựa chọn rời đi, chỉ cần hắn giải hết độc, sống thật tốt là được. Ta đã sớm dự liệu được hắn sẽ đi, nhưng hắn sao lại không đến thăm ta một lần, ngay cả một câu cũng không thèm nói với ta. Tên khốn kiếp.
Hiện giờ thanh kiếm ngươi cứu đã hồi phục được trí nhớ, tuy rằng không phải kiểu sát nhân, nhưng là một thanh kiếm vô tình, vong ân phụ nghĩa. Nguyễn thiếu gia sắp tới có dự định gì không? A Thành đừng cứu ta một mạng, ta giúp hắn giải độc, coi như hai chúng ta đã hết nợ, đâu đến nỗi vong ân phụ nghĩa. Nguyễn thiếu gia muốn đi đâu? Huynh chớ có nghĩ quẩn đấy. Ủa phui cái miệng, mạng của bổn thiếu gia quý lắm đó. Nếu hắn đã chọn đi rồi đi vậy thì bổn thiếu gia cũng phải quay lại cuộc sống của mình rồi. Lâu lắm rồi không về nhà, mấy cô nương xinh đẹp chắc hẳn lúc nào cũng nhớ đến ta. Cho coi. À, đi thôi, trước khi về nhà ta đưa các ngươi đi ăn một bữa thật thịnh soạn, chúc phúc cho phần đời còn lại của ta. Cả một bầy đàn thức ăn ngon, Nguyễn Thế Gia lại chẳng đụng tới một đũa miếng nào. Cơ mà cả một bàn đầy rượu lại bị huynh ấy uống hết, không thừa một giọt. Nguyễn Thế Gia ăn chút gì đó lót dạ đi, ngươi đừng gọi nữa, hắn say rồi. Vết thương trên cổ của Nguyễn Thiếu Gia còn chưa lành hẳn. Ngươi là đại phu, sao lại không ngăn hắn uống rượu vậy hả? Vết thương nằm trong lòng hắn, hắn muốn uống thế nào thì tùy. Cái tên ngu si bất lịch sự A Thành kia, ngươi quên mất lời căn dặn của A Đường rồi à? Trước khi đi phải chào tạm biệt nhau đã chứ. Nhanh vậy mà ngươi đã đi rồi, cũng không biết đã khỏi hẳn chưa. Ca ca, bao nhiêu người nhìn chúng ta kìa, để sợ. Để cố nhịn chút đi, Nguyễn thiếu gia bị đại ca đá rồi, trong lòng đang buồn lắm đây. Dân đạo tặc chính là đạo tặc, vô tâm vô phế, không biết ơn huệ, đồ sói mắc căng, chết đi cho xong chuyện. Liệu A Thành có bị người cha ác bá của hắn bắt về lúc trên đường không vậy? Không đâu, không đâu, A Thành của mình trời sinh đã mạnh mẽ như thần, không ai có thể đánh bại hắn. Ây da, bây giờ tâm trí của hắn khôi phục bình thường rồi, liệu có càng sói hơn không vậy? Cha ác bá không bắt hắn về, liệu hắn có bị cô nương nhà nào tóm mất không vậy? Và không muốn đâu, để ta về nhà nấu cho hắn chén canh giải rượu. Nguyễn thiếu gia gọi cho chúng ta một bàn thức ăn ăn ngon kìa, miêu đại phu không ăn à? Ta không muốn ăn, các ngươi ăn no rồi thì nhớ đưa Nguyễn thiếu gia về khách điếm. Miêu đại phu làm sao thế, trông có vẻ không được vui cho lắm. Ca ca, trụ tử ca đi đâu rồi mấy ngày nay để không nhìn thấy huynh ấy đâu. Miêu đại phu nói với hắn có chuyện phải đi xa mấy hôm. Chủ tử ca, sao lại đi mà không nói gì hết, hệt như đại ca vậy. Đã cảm tạ ơn cứu mạng của chủ tử ca, để đã đặc biệt chạy thật xa để đi mua kẹo Tống Tử Huynh ấy thích ăn. Các ca, kẹo Tống Tử để được bao lâu vậy? Đợi chủ tử ca về rồi, liệu có hỏng mất hay không? Làm miêu đệ phu đây mà, mẻ mồ lô đường hôm nay ngọt lắm đó, miêu đệ phu mua về cho đồ đệ đi. Không cần,
Miêu đại phu lần nào ra chợ cũng mua hồ lô đường về cho đồ đệ. Lần này sao thế ạ? Hay là đồ đệ hư chọc giận sư phụ rồi? Không đúng, đồ đệ của ngươi trước giờ vẫn luôn ngoan hiền, sao có thể chọc tức ngươi được? Ngươi thử nói thêm câu nữa xem, có tin ta dặn đầu ngươi xuống làm bóng đá không? Không ngờ cụ tử ca lại biết võ công, ta đang nằm mơ sao? Sư phụ, hắn không phải đồ đệ của ta. Đồ đệ không đúng, bây giờ ta phải gọi ngươi là chị qua mới đúng. Ở bên kẻ thù ngoan ngoãn làm đồ đệ của hắn bao nhiêu năm như thế, chắc ngươi cũng đã mệt lắm rồi. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Trùng hợp ghê, năm nay giờ còn 10 năm, cả nhà ngươi bị giết chết. Ta rất hiếu kỳ, rõ ràng ngươi có nhiều cơ hội giết ta như thế, tại sao lại trì hoãn đến tận bây giờ? Sao nào, ngươi không dám mà? Bởi vì ta A Kỳ gia đời đời trung thành anh dũng, không ngờ lại lòi ra một nghịch chủng như ngươi. Cút đi, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội giết ta là tự ngươi chuốc lấy. Hắn làm cái gì thế này, hắn điên rồi à? Nực cười lắm đúng không? Bởi vì ta thích ngươi rồi, ngươi muốn giết thì giết, sao phải nói ra lời khiến ta buồn nôn như thế? Có thể mình không còn sức nữa rồi. Ngươi muốn biết hạ độc từ bao giờ? Từ ngày đầu tiên sư phụ nhận nuôi ta, ta đã lén học thuật chế độc của sư phụ rồi. Cái gì? Lúc đó rõ ràng vì chịu đã thích nên ngươi si si ngốc ngốc, ngay cả thân thế của bản thân cũng không nhớ rõ. Ta giả vờ đấy. Xem ra bao nhiêu năm như thế ngươi vẫn luôn âm thầm cười nhạo dáng vẻ ngu xửng của ta. Cười nhạo ta bị ngươi đùa giỡn mà không biết. Quả thật vi hạnh cực kỳ, mạng của ta không ngờ lại đáng để ngươi phải phí công dằn vặt như thế. Bao nhiêu năm qua sư phụ chưa bao giờ làm cho ta một món mặn. Mới đầu ta còn tưởng sư phụ thích ăn chay, sau này ta mới phát hiện sư phụ còn thích ăn thịt hơn ai khác. Ngươi muốn nói gì? Ngươi đang trách ta từ nhỏ đó không cho ngươi ăn ngon mặc đẹp nên bây giờ mới lùng tịch như thế à? Sao nào, bây giờ ngươi muốn thù mới nợ cũ tính cả thế à? Sư phụ đáng yêu thật đấy. Một người ngay cả một con gà cũng không thèm giết, sao có thể đi giết người được? Khó hiểu thật đấy, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Ta có âm thầm điều tra tổ chức của sư phụ, trên tay sư phụ không hề nhuốm máu người thân của ta. Ta còn biết sư phụ từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, bị tổ chức sát thủ thu dưỡng cùng với những đứa trẻ mồ côi khác. Ta thích sư phụ ở chỗ cho dù thân thể đang bị chìm trong vũng lầy nhưng người vẫn vô cùng minh bạch, tâm hướng ánh dương. Nếu ngươi không giết ta, tại sao lại hạ nhuyễn cốt tán với ta? Sư phụ ghét đoạn tụ, ta sẽ bị sư phụ đánh gãy chân. Ngươi mới có 15 tuổi, bây giờ biết sửa sai vẫn còn kịp. Ta đã 17 tuổi rồi, không phải đứa trẻ mà ở độ tuổi 15 trong mắt sư phụ nữa rồi. Trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn là đứa trẻ con, cho đến khi ta chết, đời này
của ta cũng sẽ không bao giờ chấp nhận ngươi. Hoa Vũ, trước giờ chưa từng nghĩ đến cũng vĩnh viễn sẽ không ép buộc sư phụ cấp chấp nhận ta. Chẳng qua hai chữ thức nếu như không thể nói ra, ta sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Ta đã biết hung thủ giết cả nhà ta là ai rồi. Giống định đợi thời cơ chín mùi sẽ ngã bài với sư phụ có không ngờ đã biến thành cục diện như ngày hôm nay. Ta không phải là kẻ xấu. Ta sẽ cho người thân của ta dưới suối vàng một câu trả lời. Những ngày ta không có ở đây, sư phụ có chăm sóc bản thân thật tốt nha. Ngu xuẩn khó khăn lắm ta mới bảo vệ được huyết mạch cuối cùng của kỳ quý gia, sao ngươi lại gấp rút đi nộp mạng vậy ha? Không được đi quay lại cho ta. Cái gì? Ngươi bán cái diện trạch ta cho người rồi á? Không có nó thì ngươi ở đâu? Lần này ta tới để từ biệt với ngươi. Ta phải đi tìm đồ đệ của mình, không tính trở về nữa. Đó nào là Miêu đại phu giảng tế ra qua rồi sao? Ngươi có muốn đầu mình ra qua hay không? Xin lỗi nhé, coi như ta chưa nói gì. Ta không tìm thấy đâu qua tay ngọc tím của ta đâu cả. Quá lạ, rõ ràng ta nhớ tối qua trước khi đi ngủ nó cài đặt cạnh gối rồi cơ mà. Quá là đôi tay của ta cứ thế mà không cánh mà bay. Nếu có trộm vào nhà sao hắn không lấy cái khóa vàng đáng giá hơn ấy. Đối phương không trộm bạc cũng chẳng cướp mỹ sắc của bổn thiếu gia, vậy rốt cuộc hắn muốn gì? Chẳng lẽ là A Thành lén lút trở về thăm mình? Không thể nào, nếu A Thành vẫn còn để ý đến mình, hắn đã chẳng bỏ rơi mình làm gì. Nhưng mà ngoại trừ hắn thì cũng chẳng có ai lẻn vào phòng mình để trộm qua tay cả. Thiệt hối hận không nó uống say đến bất tỉnh nhân sự, nếu là bình thường mình nhất định sẽ cảnh giác cao độ. Tiếc quá đi. Mất tự dưng đi chuốc rượu vào người làm cái gì? Chứ nếu không mình đã sớm biết được kẻ thoát mất bông tai là ai rồi. Nếu thật sự là A Thành, sao hắn lại không chịu gặp mình mà phải trốn mình chứ? Tuy rằng bổn công tử nó tính về nhà chơi bời đó đây, nhưng không hỏi rõ ràng thì cứ thấy trong lòng người bất rứt sao ấy. Chắc chắn tên này đang núp ở đâu đó. Lão tử mà bắt được ngươi, ta sẽ lột sạch da của ngươi. A Thành, ngươi cứ chờ xem, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ không còn là tên nhóc dễ bị tổn thương nữa. Ca ca không xong rồi, Nguyên thiếu gia bị hốc táo rồi.
đợi lát nữa sẽ có một xe ngựa qua đây, chúng ta chỉ giữ của không giữ mạng người. Rõ. Mẹ nó con cái này vừa béo vừa quên quang, chúng ta cướp của hắn trước. Tiểu huynh đệ, hôm nay gặp lại bọn ta coi như ngươi đen đủi rồi. Quái, sao toàn cường đạo té xỉu, nằm la liệt dọc đường vậy? Gặp quỷ rồi. Đời này của ta chưa bao giờ gặp chuyện lạ thế này. Lẽ nào thật sự có ma sao? Có đại ca mở đường hộ giá thiệt là an toàn biết bao. Ca ca, đệ sợ ma. Sợ gì chứ? Con ma này chỉ ra tay với bọn đạo tặc. Hắn là một con ma tốt. Mau tỉnh lại cho ông. Không biết con ma đánh các ngươi trông như thế nào. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đợi bọn họ tỉnh lại làm phiền to đấy. Đúng đúng, chúng ta mau lên đường thôi. Đêm nay chúng ta nghỉ tạm ở đây, sáng ngày mai phải xuất phát sớm rồi. Vâng, được. Không biết tại sao mình cứ có cảm giác A Thành đang ở bên cạnh. Đêm nay mình phải giả vờ ngủ để đợi hắn lộ diện mới được. Ta đã bắt được ngươi, xem ngươi còn trốn được nữa không. Vết thương chảy máu rồi. Tên nhóc này chẳng tự mình mua thuốc gì cả. Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi. Liên mạng đi. Hơi mấp máy đôi môi đỏ mọng sau từ phía sau lưng của ôm lấy anh. Lực, anh làm sao vậy? Sao tinh thần lại không tập trung vậy? Thân thể sao lực cứng ngắc. Lúc lấy mạng đi vòng tan ngang hông mình. Anh có chút tránh né, nhắm nghiền đôi mắt phiền muộn. Đến lúc mở mắt ra, trong mắt nó thành công che giấu tất cả tâm tình. Anh xoay người lại, ôm lấy thân thể Lý Mạn Ni ở trong ngực của mình. Trong ngực mình là một cô gái, nhưng mà chính vì mỗi lần như thế càng gần càng cảm giác trống rỗng, càng gần rồi lại càng muốn rời xa. Anh đặt cằm trên mái tóc của Lý Mạn Ni nhìn ngoài cửa sổ. Bên ngoài là luồng ánh sáng mỏng manh yếu ớt. Không có chuyện gì đâu, đi ngủ thôi. Anh thắt chặt cánh tay của mình, nhưng cũng không biết rằng trên mặt Lý Mạn Ni đột nhiên ảm đạm đến lạ. Mỗi một lần như vậy anh đều như thế, cho tới bây giờ đều chưa từng nói với cô về chuyện của anh. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, coi như là có chuyện đi chăng nữa cũng chỉ là một câu như vậy. Không có chuyện gì, anh cho con cuộc sống đầy đủ.
Anh đang bị tổn thương như một đứa trẻ. Vậy mà tâm sự của anh cho tới bây giờ, cô cũng không biết, như vậy cũng gọi là yêu sao? Cô ấy cười đắng, cay đắng. Anh thật sự có biết một cô gái muốn nhất là cái gì, yêu đến tận cùng là cái gì? Không có việc gì, không có việc gì. Nếu mà như vậy thì gọi không có việc gì. Như vậy cô cũng đã biết là có việc rồi nhỉ? Cô ngẩng đầu, ngón tay nhẹ nhàng mô tả gương mặt tuấn tú của người đàn ông đó. Ánh mắt của anh hết sức lãnh đạm. Thậm chí coi như là hai người bọn họ đang trên giường làm những cử chỉ thân mật, nàng chưa từng gặp qua thấy anh chủ động. Chỉ một lần cô mơ màng, anh thanh tĩnh, cô điên cuồng, mà anh lại tỉnh táo. Cô nắm chặt tay của mình, chủ động hôn lên đôi môi mỏng của anh. Trên môi của anh có chút mùi thuốc lá nhàn nhạt. Trong phủ thế tử dạo này bị ma ám, dân nghe nói tà ma đó nó không chỉ khi dễ một mình thế tử, bây giờ thế tử còn bị dọa đến nỗi không dám bước ra khỏi cửa. Trước kia thế tử không ít lần ức hiếp thiếu gia, lần này coi như cũng gặp báo ứng này. Ôi, sao nghe thấy tin tốt thế này mà thiếu gia chẳng có phản ứng gì vậy? Thiếu gia đi đâu vậy? Thời điểm ma quỷ xuất hiện cũng trùng hợp quá rồi. Tại sao cứ phải xuất hiện vào lúc mình vừa mới trở về Dương Thành mà chỉ nhằm vào một mình thế tử? Chiếc bông tai không rõ tung tích, đám đạo tặc đồng loạt ngất xỉu trên đường về. Tên thế tử bị quỷ ám, tất cả đều quá mức trùng hợp. Con ma này, trừ A Thành ra thì còn ai vào đây nữa? Thiếu gia đang tìm gì thế? Là hắn phải không? Mèo. Thì ra là mèo con. Mình thật ngốc. Nếu hắn đã cố ý né tránh mình, sao lại có thể để mình dễ dàng tìm thấy hắn được? Thiếu gia, cậu lạ lắm đó nha. Thiếu gia thấy khó chịu ở đâu à? Có cần tiểu bất đi ngoài đại phu cho cậu không? Không hay rồi, tiểu bất không biết nội tình bên trong, mình phải nhanh chóng tìm lý do để lấp liếm mới được. Hu hu, ta cảm thấy trong nhà có quỷ, ta sợ quá. Ngươi đến chỗ đám bảo tiêu của cha ta, rồi chọn ra một người được việc để canh cửa cho ta đi. Thiếu gia có hồ đồ không vậy? Bắt ma hồi ấy đi tìm đạo sĩ mới đúng chứ. Tại ta sai rồi, ta đi tìm bảo tiêu ngay đây. Nếu như mình đoán không lầm, tại sao A Thành lại sẵn sàng bảo vệ mình nhưng lại không chịu gặp mình? Chẳng lẽ hắn chán ghét cái cảm giác bị mình quấn lấy? Hắn bảo vệ mình là về nhà chẳng qua chỉ là báo đáp ơn cứu mạng. Không đúng, nếu hắn không thích mối quan hệ đó vậy tại sao lại lấy đi bông tai của mình? Đợi mình bắt được hắn rồi nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ. Ta tìm mãi cuối cùng cũng tìm thấy ca ca. Ca ca đúng là biết chọn chỗ, nơi này cảnh sắc rất hợp để ca ca cùng bằng hữu uống rượu thưởng nguyệt. Ngươi đến đây làm gì? Để tặng quà cho ca ca chứ sao? Vô sự,
Hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Đây, quà cho huynh đây. Ba ca thích ăn điểm tâm của Nguyệt Tâm trai, ta đã đặc biệt cho người là một phần. Ngươi cần về đi, cầm về đi, có quỷ mới biết ngươi có hạ độc vào đó hay không. Ca ca, ta mệt rồi, chúng ta làm quà đi. Cha cũng lớn tuổi rồi, không muốn trong nhà xảy ra xích mích. Quan hệ giữa hai huynh đệ chúng ta mà hòa quản được thì cũng là tận hiếu lớn nhất đối với cha. Tuy rằng ta nói chuyện không lưu tình, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ về ca ca. Huynh còn nhớ hai cuốn sách ta đã tặng cho huynh trước khi huynh lên đường đến Tô Thành không? Trong sách có kẹp ngân phiếu để ca ca dự trù lúc cần thiết. Hàng chữ với tập ngân lượng đó chẳng qua chỉ là giỡn huynh thôi. Ta cũng chỉ muốn ca ca sớm ngày trở về. Quá ra lời A Thành nói là đúng. Ca ca thượng lộ bình an, để kế thừa gia nghiệp. Tên sách kỳ lạ thật đấy. Nếu không phải lúc đó A Thành dở mấy cuốn sách tới ra sách nữa thì ta đã coi để như rác rưởi rồi. Khoản tiền này cho ca ca dây đó, một tháng lãi 2 hào. Thứ để thối tha, lúc nào cũng đòi moi tiền ta. Cơ mà ta lại thấy Nguyễn Ngọc muốn dùng cách này để nói với A Đường rằng sớm ngày trở về đấy. A Thành chỉ vừa gặp qua để với cha đã biết được trong lòng hai người họ luôn quan tâm đến ta. So với A Thành thì ta còn kỳ động hơn nhiều. Đừng nói là ca ca đem đống sách đó dứt sạch vậy á. Không hề nha. Sao ta có thể dứt bỏ của đệ tặng cho ta được? Nếu đệ có thể đổi cái nết độc miệng của mình thì hoàn hảo rồi. Ta sẽ cố gắng hết sức. Xích thì quên giới thiệu bản thân. Ta là tam thiếu gia của Nguyễn gia. Bạn của ca ca cũng là bạn của ta. Vậy sao mọi người cần gì thì cứ tới tìm ta nhé. Đa tạ tam thiếu gia. Ta chuẩn bị cái rượu ngon đây rồi, để mau qua đây uống cùng đi. Được. Thức ăn ngươi hết rồi. Thiếu gia ăn vào dễ bị đau bụng lắm. Chúng ta đi chuẩn bị món khác cho thiếu gia đi. Gió đêm lạnh lắm, thiếu gia chọn thêm áo nữa đi à. Bây giờ hắn sống rất hạnh phúc, có rất nhiều người thân và bằng hữu quan tâm đến hắn. Nhiệm vụ hộ tống hắn về nhà đã hoàn thành, mình cũng nên xa rời hắn rồi. Có động tĩnh. Không có ai. Nguyễn thiếu gia, sao thế ạ? Dạo này huynh bận cảm với âm thanh xung quanh quá vậy. Những người bị đạo tặc bắt đi, rất ít ai được sống sót trở về. Lần này tiểu đường đường có thể bình an vô sự, đúng là ông trời phù hộ. Năm xưa, Nam Cường Đạo tưởng ngươi là nữ nhi nên đã ra tay cướp người. Các cô nương trong thành đều khóc ròng trong điểm trang của ta suốt mấy ngày. Bổn thiếu gia phong lưu hào phóng, ngọc thụ lâm phong. Các cô gái ái mộ ta, thương xót cho ta cũng là lẽ tất nhiên. Bất tự liếng đi. Họ buồn vì sợ đau sau này không mua được phấn hương của ngươi nữa thôi. Cơ mà kể ra thì từ khi người nào vào cửa ta liền ngửi thấy mùi u hương
Hương này thanh tân tao nhã, khiến người ta có cảm giác tựa như lạc vào vườn mai. Lúc nó qua tiểu đường đường mới điều chế sao? Không sai. Hương này cần tâm mai để điều chế, có tên hổ sở tư. Mỹ nhân à, mỹ nhân, không biết gì mưa bụi hay gì ráng chiều. Tương tư một đêm hoa mai nở, chợt nhớ đến trước cửa là quân. Cổ nhân dùng hoa mai để tưởng nhớ người thương, ta liền dùng hoa mai để làm ra hữu sở tư. Không tột không đòi, có chủ đề tương tư này thì người mua phấn hương không chỉ có khách nữ thôi đâu, nam nhân cũng có thể mua hữu sở tư để bày tỏ tâm ý với người trong lòng. Tao biết tiểu đường đường có chuẩn bị mà. Ngươi nói đi, lần này ngươi ra giá bao nhiêu? Hương này phải điều chế qua rất nhiều bước, thành phẩm cực cao. Lần này ta lấy ngươi 5 lượng. Tiểu đường đường quá đáng rồi nha, giá này còn vượt xa khả năng chấp thuận của các cô nương đó. Ngươi có còn muốn ta giúp ngươi bán hàng nữa không? Yên tâm đi, hương tốt mua không lỗ. Tôi cứ nói với khách, nếu có ai từng gặp qua người trên hộp phấn này thì hãy cung cấp manh mối cho ta. Ta không những sẽ tặng thêm 10 hộp mà còn thưởng nàng ấy 10 lượng bạc nữa. Đây là chẳng phải là trời sắp tối rồi, sao thiếu gia cứ phải đến cố gia của Bạch Thị vào lúc này vậy? Hay là để sáng mai rồi đi? Bất nhiêu lời đi, bổn thiếu gia muốn đi đâu cho dù là trời sập cũng phải đi cho bằng được. Người trong bức họa này rất giống với Bạch Thị, một vị khách cũ trước kia của ta. Nàng là một cô nương cực kỳ yêu thích cái đẹp. 20 năm trước nàng ra ngoài du ngoạn thì không may bị cường đạo bắt về làm áp trại phu nhân. Nếu như gặp phải cường đạo bình thường thì vẫn còn khả năng sống sót, nhưng nàng ấy lại gặp phải đám người của Hắc Chân Trại, chỉ sợ nàng ấy đã sớm rời xa nhân thế rồi. Nếu Bạch Thị từng sinh con cho Hắc Chân Trại thì tuổi tác của đứa trẻ này cũng tương đương với A Thành. A Thành là con của Bạch Thị ơi, trên đời thật sự có chuyện trùng hợp đến như thế sao? Cường đạo của Hắc Chân Trại hung ác đến cùng cực, chỉ có A Thành sinh ra trong Hắc Chân Trại là có dáng vẻ ôn nhu nho nhã. Nguyên do duy nhất chỉ là có thể là Bạch Thị truy thư đạt lý dưỡng dục mà thành. Nếu A Thành thật sự là con trai của Bạch Thị, mình nghĩ hắn nhất định sẽ để lại dấu ấn tại cố gia của Bạch Thị. Tiểu Hắc có chuyện gì sao đột nhiên ngựa lại dừng vậy? Thiếu gia đằng đằng ở trước đó, đó có phải là A Thành không ạ? Đừng đừng qua đó. Thiếu gia đừng qua đó, A Thành nguy hiểm, hắn sẽ giết chết chúng ta mất. Người nói linh tinh cái gì vậy? Sao A Thành lại giết người được? Thiếu gia, cậu nhìn đây, trong tay hắn còn treo lủng lẳng một cái đầu kìa. Những người đó đều bị hắn đâm một nhát xuyên bụng, ruột trắng máu tanh chảy đầy đất.
A Thành, chuyện này không phải do ngươi làm đúng không? Ta tin ngươi sẽ không giết người. Không muốn ta đâm một nhát xuyên bụng thì cút mau. Không muốn ta đâm một nhát thì xuyên bụng thì cút mau. A Thành sẽ không nói lời ác ý với mình, càng sẽ không chĩa kiếm vào mình. Chẳng lẽ sau khi hắn giải độc liền quên mất mình là ai rồi? Niệm tình ngươi cầu xin ta, lần này ta tha chết cho ngươi đấy. Hắn chưa quên mình. Không được đi. A Thành, suốt dọc đường này ngươi đều âm thầm bảo vệ ta phải không? Ta biết tại sao ngươi lại cố ý né tránh ta, cố ý đẩy ta ra xa. Bởi vì ngươi không muốn ta bị cuốn vào trong ân oán giữa ngươi với Hắc Dương Trại. Ngươi đề cao bản thân quá rồi đấy. Bởi vì ta hiểu ngươi, ta tin ngươi sẽ không giết người, cũng tin tưởng rằng những người ngươi giết đều là kẻ xấu. Ngươi buông ra, nếu không ta sẽ giết cả ngươi đấy. Ta không buông. Ta thích ngươi, muốn cùng ngươi đối mặt với Hắc Dương Trại. Ha, nực cười. Ta nghiêm túc đó. Nghiêm túc. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Trước kia thích bám dính lấy ngươi vì ta ngốc, ta không phân biệt được nam nữ. Đến nay nhìn thấy ngươi là nam nhi mà người sặc mùi son phấn, thật khiến người ta buồn nôn. Mong ngươi đừng có tự mình ra đa tình nữa. Ngươi thấy ta buồn nôn? Đúng vậy, chỉ có biến thái mới đi thích nam nhân. Giờ nghĩ đến những chuyện trước kia ta đã từng làm với ngươi, ta sẽ thấy ghê tởm đến cùng cực. Né tránh ánh mắt. Thiếu gia tìm ra vũ khí rồi. À, Thành đâu rồi? Xem ta trừng trị hắn thế nào. Hắn đi rồi, coi như hắn còn chút lương tâm. Sao thiếu gia lại khóc rồi? Có phải tên khốn kiếp đó bắt nạt cậu rồi không? Hắn mà dám, tại có hạt bụi bay vào mắt ta thôi. Tiểu ức, bây giờ chúng ta đi báo quan. Thiếu gia không đến cố gia của Bạch Thị nữa sao? Tạm thời không đi nữa. Bây giờ ta chỉ muốn biết thân phận của những thi thể này thôi. Còn nữa, ngươi đừng nói với quan phủ, đây là do A Thành làm. Sao thiếu gia không thể quan phủ đi bắt hắn chứ? Bởi vì ta tin hắn sẽ không giết nhầm người tốt. Thiếu gia, hình như cậu dẫm phải mớ lòng rồi ấy. Câm miệng, sao cái này lại là... Thiếu gia bị sao thế này? Bây giờ cậu ấy cứ ngửi thấy mùi thịt là bắt đầu nôn mửa, chưa ăn gì suốt mấy ngày nay rồi. Nó cứ tiếp tục thế này, thiếu gia sẽ sinh bệnh mất thôi. Điều ta thành, từ hôm gặp được hắn, thiếu gia cứ biến thành người khác vậy. Cũng không biết hắn đã nói gì với thiếu gia. A Thành, cái sao cả ngươi cũng nhìn ta bằng ánh mắt đó?
Dạo gần đây rất nhiều dân chúng báo quan đã phát hiện xác chết ngoài thành. Sau khi xác nhận thì những thi thể đó chính là sơn tặc đã giết hại vô số nữ tử nhỏ tuổi. Hành tung của chúng quỷ dị, chúng ta vẫn luôn không sao bắt giữ nổi. Không hiểu sao chúng lại đột nhiên bỏ mạng như thế. Đang giúp chúng ta diệt trừ những tên cường đạo ngoan độc này. Đây là hậu vệ mà bổn quan mới chiêu nhận Lý Dân Yên. Lý đại nhân, tùy chức họ Bạch. Dân Yên con. Là trí nhớ của bổn quan không tốt, nhớ nhầm rồi. Ngươi đi công khai danh tính của các thi thể đó cho toàn kinh thành biết để tránh gây hoang mang cho bách tính. Rõ. Còn nữa, Bạch thị vệ có công tiêu diệt thổ phỉ, tối nay ngươi cho người trong phủ chuẩn bị tiệc chúc mừng nha. Không cần đâu, ta không thích chốn đông người. Nếu vậy, bổn quan cho người chuẩn bị mấy món mỹ vị, hai người chúng ta uống vài chén với nhau, con thấy thế nào? Ta ghét rượu. Được, ngươi lui xuống trước đi. Dân. Bạch hậu vệ có la lịch gì thế nhỉ? Sao ngay cả đại nhân cũng phải cung kính với hắn vậy? Ta đã giúp ngài giải quyết xong chuyện rồi, đồ ta cần đâu. Ta đã sắp xếp ổn thỏa cho con từ lâu rồi. Ta đã lập một bản sao hồ sơ khai sinh của con rồi gửi cho châu phủ để niêm phong. Cái này dùng để chứng minh danh tính của con. Có thân thiếp rồi, con sẽ không còn là cường đạo nữa. Từ khi sinh ra ta đã có thân phận đó rồi. Ta không có ý đó. Dân Yên, con muốn đi đâu? Ta đi đâu liên quan gì đến ngài? Dân Yên, ta phải làm gì thì con mới chịu tha thứ cho ta? Ta không có quyền tha thứ cho ngài. Ngài đi hỏi nương của ta đi. Nếu như nương ở trên trời có linh thiêng, chắc hẳn chuyện mà bà ấy hối hận nhất đời chính là gả cho một nhược phu như ông. Thiếu gia, ta về rồi đây. À được, đến nơi này làm gì vậy? Sao rồi, ngươi đã hỏi được thân phận của những thi thể đó chưa? Ta hỏi được rồi. Người mà A Thành giết chính là đám sơn tặc. Quá tốt rồi, tao biết hắn sẽ không giết nhầm người vô tội mà. Thiếu gia, ngây thơ quá rồi đó. Sao ngươi lại nói thế? Thiếu gia đừng tưởng người ta mặt mũi tuấn tú thì ắt là người tốt. Theo như ta thấy, đây là ân oán giữa cường đạo với nhau. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con trai của cường đạo thì vẫn là cường đạo. Đây là đạo lý của ông cha ta để lại đó à. Tiểu Bất có biết tại sao sau khi A Thành mất ký, nhớ liền một mình sống thui thủi trong căn nhà trên núi không? Còn sao nữa? Chẳng phải là vì hắn của lúc đó nhát gan, sợ người hay sao? Không hẳn. Hắn trốn đi là vì hắn sợ với vết bầm trên mặt mình sẽ làm người khác sợ hãi. Tại sao trong nhà càng mưa to hơn bên ngoài vậy? Cơ mà kể ra nơi này cũng là chốn dung thân không tồi.
xung quanh không có lấy một bóng người, chỉ cần trốn ở đây sẽ không dọa đến mọi người nữa. Người thông minh có thể dùng đạo đức giả để che giấu tấm lòng bẩn thỉu của mình, nhưng một A Thành ngờ ngạch như thế làm sao biết ngụy trang. Hắn ngốc nghếch nhưng chân thành, ta tin rằng miệng có thể lừa được người nhưng trái tim thì không. Đây chính là lý do tại sao ta gọi hắn là A Thành. Làm gì có sinh ra đã là thổ phỉ, chẳng qua đều là thành kiến của người đời mà thôi.